Xin chào các bạn nha, mình đang ở trong Don Quixote nha các bạn. Cái chỗ khu mình đang đi đây này đấy. Mình quay cho các bạn xem này. Đây chắc là đồ chơi cho trẻ em á. Bạn nào mà có cháu mua mấy cái này cho nó này. Hồi nhỏ hay xem siêu nhân này nọ này. Mua cái này về làm quà là đúng bài luôn. Đây một đống luôn. Đó, mình quay cho các bạn xem này. Siêu nhân điện quang này, nhỏ mình có xem tập. Quay cho các bạn xem này đó. Một đống đồ chơi luôn. Yêu quái hay quái vật gì đây này. Đây đồ chơi của trẻ em ở Nhật Bản nha các bạn. Đây này có thùng gì đây, con TT này. Mấy con này quái vật hay gì đây. Gấu này các bạn. Bên này là súng nè, súng đồ chơi nè. Bên này có thể là cho các bé gái hay sao á, có mấy con búp bê nè. Cái này mềm lắm nha các bạn. Cái này có lẽ là làm bằng nhựa ấy. Mềm. Xe này các bạn, xe cho các bé này. Xe đây, con xe nhỏ này. Đây có đầy đủ loại xe luôn đây các bạn. Đây có lẽ là một hộp hay là sao. Đây đủ các loại xe luôn. Xe cảnh sát này. Loại này giống Lamborghini này. Xe mình cũng không có rành lắm. Đây xe giống cảnh sát giao thông ở Việt Nam hay đi này. Xe cậu nè. Quá trời xe luôn. Đây thế giới xe sao. Ngoài này cũng có xe nữa. Thế giới xe của các bé nam. Thế các bạn thấy xe không? Đây, đây, đây mình quay xe này. Từ bên này trải qua bên này luôn. Khá là nhiều loại xe luôn, đây có cả xe tăng này nè các bạn. Đây là cái xe tăng này. Nhiều xe thật sự luôn. Xe cảnh sát này các bạn. Ủa, à. Có nút luôn này các bạn. Đây chắc đồ chơi. À, kêu luôn này các bạn. Xe. Quay tắt đi chứ không người ta chửi chết luôn rồi. Vượt cầu lông này các bạn. Vượt cầu lông 980. 980 yên nha. Hai cái, hai cầu. Đây đồ chơi của trẻ em ở Nhật nha các bạn. Kiếm nè. Kiếm làm đẹp tỉ mỉ. Đây kiếm xốp nha các bạn. Mua kiếm này cho các em nhỏ về mà có đánh vào đầu nhau thì đỡ gây ra thương tích nè. Bóng chày bằng nhựa này. Này mô hình ở trong Pokemon này các bạn.